Chào mừng bạn quay trở lại với channel của mình. Thời gian trôi qua nhanh quá, tới hẹn lại lên. Chúng mình cùng lên ý tưởng cho Bullet Journal tháng 4 nhé. Ý tưởng cho Bullet Journal tháng này tới từ việc Ngọc Anh có một chị bạn có ý định mở một quán cà phê tên là Westminster, lấy London làm theme chủ đạo. Mình rất ngưỡng mộ quyết tâm và tình yêu với London của chị, nên có tặng chị một vài bức vẽ làm kỷ niệm. Sau đó mình có cảm hứng mãnh liệt là phải đưa London vào Bullet Journal tháng tới. Với riêng Ngọc Anh, tháng 4 này cũng rất đặc biệt bởi vì mình sẽ quay trở lại công việc sau một thời gian nghỉ dài. Mặc dù rất là bận nhưng mà mình rất thích khi cuốn sổ Bullet Journal của mình được lấp đầy bởi các sự kiện, nhiệm vụ và mục tiêu. Như thường lệ, không thể thiếu một trang dành cho Habit Tracker, theo dõi những thói quen tích cực. Tháng này mình có thử nghiệm một layout mới cho phần Mood Tracker. Mình có vẽ những hình nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này, rồi sau đó thêm biểu tượng cảm xúc tùy theo tâm trạng của từng ngày. Nghĩ tới Vương quốc Anh, không thể nào quên nhắc tới văn hóa uống trà. Nếu Paris luôn rực nức mùi cà phê và bánh nướng trên từng ngõ phố mỗi sớm mai, thì tại London, trà lại là thức uống cực kỳ ưa chuộng. Đặc biệt, trà chiều mang nét quý tộc trở thành nghi thức xã hội quan trọng, nét đặc trưng trong văn hóa Anh quốc. Hình ảnh xứ sở sương mù trong cảm nhận của riêng Ngọc Anh là ấn tượng về những công trình kiến trúc pha trộn nét hoài cổ và phong cách hiện đại, là trải nghiệm cuộc sống náo nhiệt tại London với cái vội vã thường nhật. London có thể là thành phố lạnh lùng, là thành phố cô đơn nhất thế giới, nhưng cũng là thành phố tự do nhất, nơi bạn được thỏa sức là chính mình. Cuối cùng, cũng tới phần flip through rồi. Chân thành cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình. Nếu bạn thấy video này hữu ích, đừng quên like và chia sẻ để mình có động lực làm những video tiếp theo nhé.